lý là tôi tới một chủng là tôi ngưng rồi. Sao ngưng? Trời đất ơi, đẻ chữa gì nữa, nghèo khổ quá rồi, tiền bạc đâu rồi, rồi lo lắng anh. Với lại bây giờ lớn tuổi rồi, pin hết mà nhiên liệu nó cũng cạn. Quải chà đậu. Rồi sao vô giận vô điệu của anh được? Bởi vì cái tên thằng nhỏ ở trong bụng này tôi suy nghĩ hoài, cái tên không ra tôi tức quá trời. Ê, bây giờ sẵn của anh ở đây nè, bây giờ anh cho tôi ý kiến, anh đặt tên giùm con tôi có được không? Tôi đặt tên con anh. Ừ. Nhưng mà anh quyết định là đứa này anh ngưng luôn phải không? Tôi ngưng luôn đó anh. Rồi để tôi kiếm cái tên đẹp đẹp cho con anh nha. Nhưng mà phải có ấn tượng, mà phải vô ý nghĩa con tôi nghe. Ý nghĩa ấn tượng nữa hả? Rồi. Khó quá ha, để tôi suy nghĩ coi. Rồi cái tên này hay lắm anh ơi. Tên gì? Ọc. Gì anh? Ọc. Rớt lọt té xuống ao cái chùm. Ọc 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 ọc. Biết rồi, nó bị uống nước đó ha. Thì té xuống ao là phải uống nước chứ sao? Nuôi này lớn lên mà mỗi lần nó đi chơi đâu kêu nó về chắc khó kêu lắm mà. Sao khó? Ốc à! Bơ! Ốc 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 ốc. Ê, tôi kêu con tôi hay tôi kêu gà lôi vậy? Ê, anh chơi tôi anh ba, chẳng cha này lắng mắt rồi. Cái miệng kêu có duyên dễ sợ luôn. Giỡn hoài, giỡn hoài. Thôi thiệt anh nè, anh đẻ một nùi như vậy làm sao mà nuôi? Tôi đâu có nuôi. Ai nuôi tụi nó? Tụi nó nuôi tôi. Anh làm cha mà anh làm vậy á? Trời, không làm vậy sao làm cha? Nói vậy mà anh nghe được hả? Nghe không được sao tôi nói. Rồi anh có cho con anh ăn học gì không? Không. Ủa sao vậy? Tôi đâu có biết chữ, cho nó ăn học nó biết chữ về nó dạy lại tôi thì còn gì đâu là thể thống gia đình. Trời, nói vậy là tội nghiệp cho con anh. Nó lớn lên làm sao nó biết được cái câu tiên học lễ hậu học văn. Hậu học văn sao không hiểu chứ còn tiên học lễ ai không biết anh. Thôi đừng có giỡn nên không có học sao anh biết được. Anh nghe nè, tiên học lễ là gì? Tiên học lễ theo tôi biết đó ha, có nghĩa là ngày xưa, xưa thật là xưa, tuốt ở trên trời, vào một buổi trưa nóng nực, mấy cô tiên đi tắm suối, tình cờ bắt được con ốc, đem về luộc mà không có biết cách nào để ăn mới đi học lễ. Từ đó trong dân gian có câu tiên học lễ. Nguyên văn của nó là tiên học lễ ốc. Sau này ta cải cách giáo dục, ta thấy chữ ốc dư thừa, ta bỏ ngang lửng vô rồi, muốn lễ gì lễ. Trời ơi, hôm nay nhờ anh giải thích đó nghe, mà tôi mới hiểu thêm cái nghĩa mà tiên học lễ này đó. Bởi vì anh có nhiều cái anh lạ hơn người ta ha. Đó, vậy đó. Nhưng mà tôi phân tích cho anh thấy nè, hai anh em mình tuổi tác không có chênh lệch bao nhiêu, mà anh thấy tôi còn khỏe mạnh ngon lành không? Đúng rồi, anh khỏe đó, còn nhìn lại gương mặt của anh đi, bữa nay nó già háp rồi đó. Tại vì anh ham đẻ nhiều mà anh già, anh biết không? Không phải đẻ nhiều già, tôi đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói tôi mau già là tại máu tôi xấu. À, máu A, máu O vậy? Máu chó. Không, máu dê. Trời là tôi hết hồn hết vía. Vậy, chị Út hả? Sao cái gì? Trời ơi. Nói. Thằng té nó đi bán vé số, nó băng qua đường bị xe đụng, bây giờ đưa nó lên bệnh viện rồi. Trời ơi, con tôi bị vô bệnh viện liền anh. Chưa hết. Cái gì nữa? Thằng Lọt nó đi đánh giày, điện thoại di động người ta để trên bàn, nó ăn cắp điện thoại di động, bây giờ công an đưa nó lên phường luôn rồi. Ông. Trời ơi, anh thấy tai hại chưa? Bởi vì anh đẻ cho nhiều vô anh không có dạy con anh mới xảy ra cớ sự này nè. Anh đừng nói như vậy, tội nghiệp tôi lắm anh ba à. Con tôi nói nó hoài mà nó không nghe, tôi dạy nó hoài đó mà nó không có hiểu anh ba à. Anh dạy con anh sao? Tôi nói tôi điều tôi muốn lại nó, tôi nói con ơi, thân phận của mình là đánh giày thì con phải cố gắng làm sao con lo ăn cắp giày, cái tại sao lo ăn cắp giày động. Tôi là cha nó mà tôi nói. Ủa gì kỳ anh dạy con đi cắp giày người ta anh. Ủa phải không? Anh mới bậy tôi giận quá tôi nói bậy, ý tôi không phải vậy, ý tôi là gì nè, con ba nghe ba dạy nè, mình nghèo cạp đất mà ăn. Đúng. Chứ lòng tham được có bao giờ bỏ. Đó. Tôi biết sao tôi nói dạy con. Anh ơi, hai câu này nó cùng nghĩa rồi. Trời đất ơi, tôi giận quá, sao tôi nói bậy hoài cái câu mà tôi hay dạy mấy đứa nhỏ nghèo sao đó bà. Ông hay dạy tụi nhỏ cái câu ca dao tục ngữ là nghèo cho sạch, tắm phải có xà bông. Nó sạch lắm đúng không anh? Không phải anh ơi, cái câu của người ta là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cái câu này mới đúng nè. Tự nhiên bà trọt vô hàng nghèo cho sạch, tắm phải có xà bông. Bởi vì cái con người này không có rành về điện mà bà đặt sửa ống cống. Anh ở ngoài anh sáng anh giúp giùm vợ chồng. Bây giờ gì đi, hai ông bà chạy vô bệnh viện lo thằng lớn. Dạ. Thằng nhỏ đang kẹt ở trong công an, tôi sẽ lên bảo lãnh cho. Anh giúp tôi rồi. Rồi được rồi. Quên nữa. Lên công an, mấy anh công an hỏi biết xưng hô tôi là cái gì của con anh. Mấy anh cái việc thẳng thắn trả lời, anh nói anh là anh ruột của con tôi. Đúng rồi. Khoan đi anh. Có chuyện gì nữa anh? Anh đẻ tôi được hả? Trời đất ơi, cái vợ chồng người ta đi về anh chặn lại anh hỏi chứ con. Cỡ anh tôi rặn ra hơi ba đứa vậy đó. Trời, anh nói ngộ quá à. Cái gì vậy chị Út? Đau bụng đẻ. Trời ơi, tôi giữa được. Có đau được, có chụp mớp đầu nhỏ hết. Trời,
mà buông ra mớp chồng nhỏ. Sao giờ anh anh thương vợ chồng tôi dạ không? Thương anh thương vợ tôi không dạ thương anh thấy nó đau bụng đẻ nó đau không tội nghiệp quá anh đẻ giùm vợ tôi đi ờ đúng rồi chị bao nghĩ đi chị để tôi đẻ giùm cho anh đẻ anh không rặn lấy gì anh đẻ ha ờ ha phải rặn ha thôi xong rồi chát 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 liền chát 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 chùm chùm chát 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 chùm chùm trời ơi không có được đâu có bầu không có gì cha cha được năm sáu đứa rồi là vậy không bà có tật hả mỗi lần bà đau bụng đẻ là bơm tôi bà chát 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 chùm chùm chát 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 chùm chùm bà chát ba chát là bà bể chùm mà trời ơi đó vậy là chùm bà sắp bể rồi đó ngộ quá vậy chứ chùm bà sắp bể rồi trời ơi rồi sao giờ anh rồi chùm bà bể rồi hình như là thằng con tôi nó đưa cái tay ra nó ngoắc rồi phải không trời ơi không phải nó cái nhánh cây của người ta đó nguy hiểm quá đưa vợ anh đi từ vũ liền anh đi với tôi luôn đi thì bà mày đã đây kết thúc một lần nữa Lê Hà bỏ ra dòng tôi xin thân ái kính chào quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều cảm ơn nhóm hài hùng ta Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Zavvy Music. Luôn luôn phục vụ quý khách, Gia Huy Music tiếp tục ra mắt những sản phẩm giá trị, chọn lọc từ hình ảnh, âm thanh và nghệ thuật. Những CD tuyệt hảo không thể thiếu được trong tủ nhạc. Liên khúc tôi yêu 1, khi ta bên nhau. Liên khúc tôi yêu 2, 100%. Liên khúc tôi yêu 3, Asian Rhythm. Liên khúc tôi yêu 4, Hương Hoài ngàn năm. Liên khúc Holiday. Những tình khúc bất hủ, hòa âm sống động. CD mới phát hành. CD Gia Huy Music 12A. Để đời một câu nghĩa tình. Tiếng hát Gia Huy với 12 sáng tác mới. CD Gia Huy Music 15. Asia Tofit Bill với Gia Huy, Philip Huy, Diệp Thanh Thanh, Gia Linh, Gia Huân, Gia Nguyên, Sunny Lương, Thùy Vân, Vân Anh và Justin. Đặc biệt CD Gia Huy Music 16, Mẹ là Phật. CD Gia Huy Music 17, Tiếng hát Gia Linh, Anh nở quên sao. CD Gia Huy Music 18, Bọn Phù Du. DVD MTV Karaoke Volume 1, Hững Hờ, Đừng Nói Lời Cay Đắng. Và DVD MTV Karaoke Volume 2, Liên Khúc Tôi Yêu. Thẩm mỹ viện Princess, nơi quy tụ những bác sĩ giỏi đến từ Beverly Hills đã từng hiện diện trên các TV show Entertainment Channel, The Learning Channel, FX và NBC, nhưng giá cả thì lại rất nhẹ nhàng cho đồng hương Việt Nam. Thẩm mỹ viện Princess đã phục vụ cộng đồng người Mỹ hơn 10 năm qua. Tuy còn lạ với cộng đồng Việt Nam, nhưng những bác sĩ danh tiếng đầy kinh nghiệm thì không mấy ai là không nghe tiếng. Thẩm mỹ viện Princess tọa lạc trên đường Beach gần đường Slater là nơi phòng ốc được trang bị khang trang và lịch sự. Quý vị không phải khám bệnh một nơi, mổ một chỗ. Tất cả sẽ rất tiện. Làm gì rớt hoài vậy? Sắp lại ngồi gần đây nè. Cho anh vui vẻ tí đi. Hồng thảo hương trắng. Cậu sát vô lắc anh bò. Bò hết luôn. Tình đầu trong quán bia ôm. Tình anh là gái, tình em là tiền. Tiền thì giống hết đêm nay. Mai vời ta ký tiền ta lại giàu. Nhà khi vợ yêu bo hai chỉ vàng tiểu hai bôi gì bệnh nhiều chứ tiền nào anh uống bia ôm tiền đâu tiền nước tiền con tiền vợ cuộc đời đâu phải như mơ rồi khi tiền hết bơ vơ một mình đôi khi đến quán bia ôm vui thì dùng đây cũng là
mà lắm gái tơ một nhà. Vừa bước vô là em hôn một cái, ôi mùi con gái thiên hồ đảo điên. Quán em đúng thật là quán tiền, vừa ôm vừa uống anh quên bao mượn tiền. Ôi giời ơi là giời, chuyện gì trong quán bia ôm vừa ôm vừa uống vừa quên mượn tiền. Tiền thì giấu hết đêm nay mai thời ta ký tiền ta làm giàu. Nhà khi vợ yêu con đâu vui thì anh hưởng chứ sầu tôi lo, vợ con một chữ anh so đồ. Ôm em một lát anh bo hai chỉ vàng luôn đó. Tình nào trong quán bia ôm, tình anh là gái, tình em là tiền. Để rồi sau giấc mơ tiên, tình tan tình hết quay lưng tình vờ. Dẫn mình xạo quá ngây thơ, còn ngoan giờ đẻ có gì hơn đây. Nhân sinh chỉ một kiếp này, ai ơi đừng tin những ngày thanh xuân. Nhân sinh chỉ một kiếp này, ai ơi đừng phí những ngày thanh xuân. Này này, anh nói ra là phải giữ lời đấy nhá. Nhà này mẹ chó hả mày? Làm gì vậy? Dạ con mời cậu ra đó. Trời ơi, mày mời tao ra mà mày làm như chóc chó vậy? Không có thì mình phải làm vậy, tại vì thấy bệnh viện đông quá, con định tản người ra. Con tản người ra, hai bên, con tản ra hết. Con tản ra không để cho người ta lấn cậu. Cái đường thơ trang rộng mở một mình cậu đi. Cái cậu đi giữa đường, cái chân dưới nó rải gạo muối theo. Mày rải gạo muối cái gì? Mày đón ai? Mày tản đường, mày đón bà cố nội mày vô hả mà mày rải gạo muối? Ê, tao nóng mày rồi nha mày. Trời đất ơi. Đó, bà con nhìn đi. Nó ô xin. Mà mỗi lần nó đi tới đâu nó chạy trước. Không là không cần biết chủ nó đang ở đâu. Nó đi vậy đó rồi vô tới đâu nó la tới đó. Vừa mới nhào vô kêu Giang ra. Mặc dù bệnh viện không có ai. Đó nó làm thì biết đó. Bây giờ mỗi lần tôi đi tới đâu người ta tưởng tôi thú quý hiếm tới không. Ê, sao kỳ vậy mày? Đó, giờ riết ra mày nhìn đi. Tôi chủ nó ô xin mà ai dòm sơ qua không biết tưởng nó chủ tôi ô xin không. Ô xin mà nó làm cái giống gì tôi không hiểu luôn á. Trong khi đó nhiệm vụ nó là gì? Nó đi nó xách đồ cho tôi mà nó không xách. Ê mày sao không xách vỏ tao mày? Ê tao nói con mày cái lỗ tai cây hả? Tao nói không vô mày. Mày lỗ tai cây từ nãy giờ con không muốn cãi cậu mà bây giờ cậu nói cái vụ mà xách vỏ con mới tức con phải cãi với cậu nè, con nói thiệt cậu nghe. Cái vấn đề là ngay từ đầu là cậu nhờ con đưa cậu đi bệnh viện để thăm vợ cậu đẻ, bây giờ đi thì người ta phải đi trước chứ không phải là đi sau đúng không? Bây giờ dẫn đường thì ta phải đi trước chứ dẫn đường đi sao được đúng không? Thì dẫn được thì chứ đi sao được chứ tôi con nắng thật tự nhiên dẫn được không dẫn được đúng không? Thì dẫn được thì phải đi trước đi chứ sao phải chửi ta hổn. Đó, mà trong khi cái vỏ là không có nhờ người ta xách vậy trơn rồi sao ta biết được ta xách cho mình đúng không? Ta là con người chứ đâu phải là trâu bò, ta tự nhiên ta nằm trong bụng mình ta đi guốc trong bụng ta biết xách cái vỏ cho mình đúng không? Muốn làm cái gì thì phải mở miệng ta mà nói gì ta làm được chứ. Người ta sẽ xách cái vỏ cho mình mà bỏ tiền ra mình mướn người ta mình lý do người ta không nói đúng không? Ngay từ đầu không có nói bây giờ phải như cái ổng mờ nhờ tôi nói mà tôi không chịu xách rồi nó chửi cho trong mặt tôi. Lúc nào không có chịu nổi gì đâu rồi không nhờ thì tự nhiên cái ổng xách cái chửi trong mặt ta hỏi ta xong xách cái vỏ cho mỏng. Phải như lúc nào mà cậu nhờ thì con không xách thì cậu chửi mặt cũng được đúng không? Nó có người người ta đâu phải là trâu bò đâu mà ta làm hoài biết mệt biết nghĩ mà nói gì mà biết người ta được xách chứ. Bây giờ xách cái nó xách cái áo xách cái quần biết xách cái gì nhưng mà xách cái vỏ đúng không? Xách cái vỏ này xong nói coi con xách cậu cái vỏ đơn giản mấy chữ xong chịu nói đúng không? Cho hỏi ông nè, ngay từ đầu cậu có nhờ con xách cái vỏ cho cậu hay không? Không đó, tao đã mừng quá được nói một chữ rồi. Trời ơi, nãy giờ tôi meo hoài mới nói được á. Bây giờ khẳng định đi là có nhờ xách cái vỏ không? Không. Có nhờ không? Không. Đúng không? Không nhờ đúng không? Đúng rồi. Nhưng vậy sao mà... biết đường sách mà trách người ta? Không nhưng mà ý là đẹp hả? Không có gì con mở miệng ra con nói giùm con tiếng đó con đi con đường sách giùm cậu đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn là cậu là chủ mà con là tớ mà đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn thì mình được quyền đúng không? Cái chuyện đơn giản là cái gì mới ra nói trong bây giờ cái biển ngậm này làm gì mình bỏ tiền là mình mướn ta mình là cha ông nội ta mình được quyền nhờ ta chứ làm gì không được quyền nhờ. Cái vấn đề là mình phải nhờ ta biết được ta làm gì mình đúng không? Cái gì nói là đơn giản cho cái miệng để ngậm lâu mới thúi vậy thôi. Giờ cho mình mở miệng ra mà nói cho ta biết tí ta biết được ta sách gì mình. Đơn giản vậy thôi. Giờ thử thần nè, thôi cháu ơi nó hỏi đi, kêu nhờ sách giùm đi. À 2 3 nhờ đi.
Tết giùm cậu cái giỏ đi con. Dạ cảm ơn cậu. Tết giả vô thôi nè. Giờ là làm. Tao giả vô mặt mày à. Trời đất ơi, tao chủ mày, tao bước mày về. Mà bây giờ tao muốn làm cái gì tao phải mở miệng ra tao năn nỉ mày hả? Cậu vấn đề không phải là năn nỉ, cái này là mình nói chuyện đàng hoàng nhau đúng không? Cậu muốn làm gì cậu có nhờ. Nó nói nữa. Cậu phải là năn nỉ. Đúng không? Phải năn nỉ là cái khác, phải năn nỉ lúc cậu chờ con làm gì mà con nó còn không chịu làm đó, cậu năn nỉ con cái đó mà năn nỉ. Con này là nhờ, nó rõ ràng mình mở ra mình nói chuyện ta có phải năn nỉ đúng không? Ý là bây giờ mày cho tao nói câu đi. Bây giờ cậu nói đi, nói đâu? Bây giờ cậu nói thì cuộc đời cậu nói gì cũng sai đâu, cậu là đúng hết trơn đó con. Phải chi mình nói mình đúng mình nói chứ mình nói sai nói làm gì? Giờ cậu nói đi cũng nói nữa đâu. Không bây giờ con nín đi cậu mới nói được. Thì con nín rồi đó, con có nói nữa đâu. Thì phải cho mình nói mình đúng rồi phải nói đúng không? Chứ nói mình có nào mình sai cho mẹ ta chủ mình ta bỏ tiền ta mướn mà ta đúng vậy hết trơn. Mình nói mình sai mình nói làm gì nói mình mắc bố cho nói làm gì đúng không? Thì mình cậu nói đi cậu nói gì đâu. Con chưa nín cậu nói chưa được. Thì con nín rồi đó. Đó giờ nín là cũng chưa nói nữa nè thấy không? Phải chứ mình không nín là chửi cho trong mặt mình. Bây giờ mình nín là cũng chịu nói xong rồi cái chửi cho mặt mình. Cái gì cũng chửi trong ra trên đầu cho cổ ai mà chịu cho nổi đúng không? Bây giờ cậu cần con nín vài giây để cậu nói nha. Qua gần một chục giây còn chưa chịu nói nữa nè, thấy không? Nãy giờ tôi đứng mấy giây rồi đó. Giống như cái gì của người là do cái gì cũng ra chửi cho mặt người ta, cho cái gì cũng uống hết trơn hết rồi á. Ê bây giờ tao mày quý lộn đi. Trời tay ơi mày. Bây giờ thằng nào thắng nói tư kháng. Tao nói mày rồi nha. Mày quất không? Thôi lại mày. Cậu nói đi. Xin lỗi cậu. Mày làm như mày thèm thuồng nói lắm vậy à? Bộ đó má mày đẻ cái miệng mày ra trước hả? Không có, sự bác sĩ nói là má đẻ ra, không phải là cái mỏ ở đây đó, mà bác sĩ nói là đẻ cái cùi chỏ ra trước. Nhưng mà thế mày nói nữa hả? Nói đi, nói thôi. Trời ơi, tôi thiệt á, bây giờ tao nói nha. Nói. Con nín nha con. Dạ. Rồi cậu hỏi con nè, cô siêu âm ra con trai hay con gái? Trời ơi, quan tâm con trai hay con gái thì miễn không đẻ ra con chó là mừng rồi. Cái gì vậy con? Ê con cậu nha con. Không phải, thì mình con đứa nào không phải là con trai con gái cũng là con, hỏi chi cho mệt vậy trời. Bỏ, không có hỏi vụ đó nữa, quan trọng là cái chuyện cô lâm bồn chưa? Dạ, ủa lâm bồn là gì hả cậu? Trời đất ơi, lâm bồn là đẻ đó con. Ủa đẻ là lâm bồn hả? Trời ơi, xưa giờ biết tưởng đẻ là lâm chung không á. Lâm chung là chết nha. Ủa, trời đất ơi, chết hả trời ơi. Thiếu tin. Ủa xin lỗi cậu, con có biết rồi. Giờ cũng ghê quá, cũng có lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng lâm, cái lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng giống nhau mà tự nhiên cái chui ra còn cái đóng nắp lại, ghê quá. Ấy nè, nó bậy, bữa nay cái ngày quan trọng mà ăn nói cái gì mà đóng nắp, thì đóng nắp là chôn đó là mình chết là chôn. Quở nói như vậy là quở xui xẻo không có được. Dạ, giờ cậu tới chôn phải gì quả tán, cậu tới chôn thì mình quả tán thôi. Cậu nói con đừng có nói đến những cái vấn đề đó nữa. Quả tán ra cho là mình cốt mình để chùa đâu được. Mày liệm mày luôn đi, liệm đem mở cửa mã làm lễ động quan làm hết một lượt đấy. Tao nóng mày rồi nha. Cậu ơi, cậu vừa làm trọn một cái đám tang gọn gàng đó cậu. Cậu quở hơn con cái miệng cậu nó quở. Thiệt tình, mày làm tao liệu mày thấy không? Không phải gì, vấn đề gì đâu liệu. Thì nói gì mà phải nói cho rõ ràng chứ ai biểu cậu thế gì cho nói đẻ cho đầu đi lăn bộn lăn chung chi cho mệt vậy? Không phải con, cái vấn đề là cậu là người có học cậu phải nói lăn bộn. Còn mấy đứa thất học như con mới nói là đẻ. Cậu đừng nói thất học nha. Cái gì vậy con? Nó có xúc phạm con à? Con xúc phạm con hả? Ừ chứ ta mặt ra ta chạy thang lan vậy nó thất học. Chứ cậu đâu có biết. Con nói cho cậu nghe, con không có thất học đâu, con nói thiệt cậu á. Cậu phải nói đúng cái tên con là thằng ít học. Nó tưởng cái gì? Ê con, ít học với thất học cũng như nhau à con. Hoàn toàn khác nhau, thất học là hoàn toàn không đi học, còn ít học là có học mà. Học ít. Đúng không? Ít là có, ít mình phải có. Giống như nhiều người đàn ông không bao giờ phân biệt được cái nào có còn cái nào ít, đúng không? Tự nhiên nhỏ con gái ta đẹp thì đẹp, vừa đi ngang qua trời ơi, nhìn cái này phía sau không có gì hết trơn, trời sao không có được. Nhiều khi người ta có ít quá mình không thấy, mình đừng nói vậy tội nghiệp con người ta. Trời ơi, đúng không? Mình phải nói đó, phải chỉ nói nhìn nhỏ này xẹp lép nè, đó nó lép vậy mà nó chịu, tại lép là có chứ ai mà không có cũng phải có chứ, dạt cũng ra hai con ốc chứ bộ giỡn. Trời ơi, trời không phải cái nào ra cái đó à con, rõ ràng lắm. Tôi đi đâu mà tôi dắt này theo, chắc tôi đội quần với nó quá. Tự nhiên làm gì đội quần, chọi nón đội đi đội quần. Trời ơi, ý tao nói là tao bị mang nhục với mày đó. Thằng ngộ ghê, vợ mang thai còn chồng mang nhục. Tao bớt khổ. Tao nói thiệt, không có cái gì trên đời này mà nó không nói được hết trơn hết rồi. Không, tại vì mình phải rõ ràng, nó ba má con không rõ ràng mà cái suốt đời cứ làm ở đợ. Nhờ con rõ ràng nên con mới lên được ô xin nè. Ê, nãy giờ tao thấy cái gì mày nói cũng được hết trơn rồi mà cái vấn đề này. Ở đợi ô xin nha, không có khác cái gì nha con. Sao không khác nhau, trời hai cái một trời một vực, nghĩ sao mà không khác. Sao? Phân tích liền nha. Ô xin nó là cái gì? Ô xin nó là từ nước ngoài đúng không? Tại sao gọi là ô xin? Ta làm việc cho chủ nhà giàu. Wow. Đúng không? Mình có cái đẳng cấp. Đọc sao? Đọc nó cũng khác nữa. Đọc là ô xin. Nghe sang không?
Tại sao mình đọc là ốp? Tại sao vậy ta? Tại sao vậy ta? Bắt đầu hiểu không? Đây, dài gặp bà. Trời ơi. Quân Prada. Dòng Omega. Quần áo Sida. Mày khoe anh đi một hồi cũng lòi đó. Không, mày cũng hàng hiệu thôi, nhưng mà vấn đề là mình mua second hand thôi. Đó, đó là mình giàu, thấy không? Nên mình được gọi là ô xin. Còn cái kia nó là cái gì? Cái kia nó là ở đờ. Nó ở mà nó ở tuốt chứ nó ở đờ. Rồi nó không có ngóc đầu vậy nổi, thành tựu là ô xin ở đờ. Một đời một vật không anh chị? Hay không? Rõ ràng. Khổ ghê vậy, cái chuyện vậy mà nó cũng phân biệt nó được nữa hả? Con nói cho cậu nghe, cậu là cái người không bao giờ phân biệt, bởi vì cậu có hạnh phúc gia đình. Sao? Tối ngày đi tưởng là mình đi làm về rồi mình cầm tiền đưa cho vợ mình đầy đủ là mình thương vợ mình. Trời ơi, không có đâu cậu ơi. Ê con nói cái gì thì cậu nói chúng cái này là cậu không chấp nhận nha con. Gì? Về cái chuyện đàn ông, cái này cậu phân biệt rõ ràng. Đàn ông là đi làm kiếm tiền về nuôi vợ, vợ ở nhà. Đúng không? Dạ cậu cho phép đi con nói. Trời cho con nói đi. Bây giờ người đàn ông nào cũng vậy á, nghĩ là mình cầm nguyên cục tiền vậy mình dục thẳng như mặt vợ mình, nói vợ tao thương mày nè. Không có đâu. Người phụ nữ người ta cần tiền thiệt, nhưng mà người ta cần nhất là cái gì? Người ta cần nhất là cái gì? Là sự quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Không, bây giờ con có chăm sóc và chia sẻ cho cậu chưa, đúng không? Con không hiểu quan tâm chăm sóc và chia sẻ là cái gì, hôm nay con giới thiệu cho cậu nghe hay không? Quan tâm chăm sóc chia sẻ là cái gì? Quan tâm là quan tâm cho người phụ nữ, mình hỏi han người ta có muốn cái gì, cái vấn đề sau cuộc sống người ta sao, cái sở thích thường ngày người ta là cái gì, đó là quan tâm cho người ta, hỏi han câu chuyện cho người ta, có được gọi là quan tâm. Quan chăm sóc là cái gì? Khi mà người ta bệnh tới đổ bệnh thì mình lại mình đút cháo cho người ta ăn hay gì đó, nấu cháo cho người ta hửa, nên mình cảm thấy là cái sự quan tâm chăm sóc mà mình dành cho người ta, tức là cái sự chăm sóc. Quan chia sẻ là cái gì? Là cái tình cảm tâm tư người ta, ta nghĩ sao người ta muốn cái gì, cái thích màu gì, cái đó mình, đó là quan tâm cho mình chia sẻ. Quan tâm chăm sóc và chia sẻ là ba cái phạm trù mà người phụ nữ người ta cần, người ta thích quan tâm, người ta thích chăm sóc, người ta thích chia sẻ. Nhưng mà có bao giờ cô quan tâm như vậy? Cô chưa có bao giờ có chăm sóc như vậy? Cô chưa có bao giờ có chia sẻ như vậy? Cô chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa chưa bao giờ. Không bao giờ quan tâm chăm sóc chia sẻ vợ. Có người chồng nào mà vợ đẻ bệnh viện nào không biết, bắt người làm đưa đi. Một con vợ đẻ mà không biết mấy tháng cái bụng bà binh rỉnh bà đi vậy không? Cái gì vậy? Bỏ có người phụ nữ nào mà cả cuộc đời không nhìn xuống mặt đất được không? Có. Đó, như vậy không? Cái gì mà vậy? Không cho bà đẻ thì một thời gian nữa bà ra cái gì? Đúng không? Ai đưa đi? Con đưa đi. Cậu đâu có biết. Mà một ngày nào đó cậu về nhà đi, cậu thấy cái cảnh gì? Trời ơi! Vợ mình bị người ta xài, còn con mình bị người ta sai, thấy làm sao? Đúng không? Trong khi đâu phải đi làm ăn đâu, đi cặp bồ. Trời ơi, quen hai cái con tên Chu Lì với con Cindy, tôi biết mà. Hai cái con quỷ nghe cái thét cái mẹ tên mình tên Chu Lì với Cindy, cái con bị lì còn bị đì nữa. Hai cái con biết không, đầu là ngóc đầu dậy nổi thì hai cái con quỷ này nè. Đâu ấy? Đúng không? Ta người ta giàu, người ta quen siêu mẫu đi. Ta giàu, ta có quyền, ta quen mấy đứa chân dài tui nách. Cậu giàu mà còn quen mấy đứa lông nách dài tới chân không hả? Hả? Trời ơi. Ê. Vậy? Nè, đừng có nói bậy bạ mấy cái chuyện này nha. Mấy cái chuyện này tới tai cô là mệt lắm. Đừng bao giờ nói cho cô biết nữa chứ. Rồi bây giờ có sớm có mình ông Tư điếc là chưa biết thôi đó. Muốn đồn sạch hết trơn rồi. Ừ, dạ. Bây giờ rồi sao chết rồi con ơi? Không, con nè, cái tánh con thiệt tình, cái gì con nói đó con khai. Mà tại vì con khai cô cũng biết là cô giận cậu lâu rồi. Mà nói là xong cái chuyện này bây giờ mới ly dị á. Chết rồi, vậy là giờ cậu bậy lắm hả con? Quá bậy cậu ơi, bậy lắm rồi. Rồi giờ cậu phải làm sao con? Dạ xin lỗi cậu. Dạ đúng rồi, cậu phải xin lỗi thôi. Không có, xin lỗi cậu, con có điện thoại. Cái này là chứ mày. Dạ, nói chuyện điện thoại xíu, đừng nói chuyện tiếp với cậu nha. Khó lắm, mấy cái ca này khó lắm. Ủa sao không nghe đi, đứng hoài vậy? Dạ, để vuốt hồi nó mới ra, mới nghe được. Cái điện thoại ngộ lắm, bây giờ mua mỗi lần nghe biết vuốt lên hay vuốt xuống. Bà nội cha nó nghe mà làm mua cái điện thoại xém xài chứng minh nhân dân không được đó. Ủa sao vậy? Tại vuốt riết mòn mẹ cái chỉ tay lấy cái gì mà lăn lên chứng minh. Hên là nó có cái môi đó, còn phân môi nó mới cho lăn lăn cái môi nè. Chứng minh giờ xài phân môi đó. Nhưng mà mày sao không nghe vuốt hoài tiền đó mày mới vuốt được đâu mà nghe. Thì phải vuốt hồi mới ra chứ ai mà vuốt cái ra liền trời. Phải có quá trình chứ, vuốt nó phải từ từ, nó có cái từ từ của nó. Mày sao mày mua cái điện thoại này chi xịn mà mày không biết xài? Con dân sớm con dân mặt gãy sớm con nó bán hàng xách tay rẻ lắm. Điện thoại ta 21 triệu nó bán con 2 triệu mốt. Điện thoại thôi làm gì có giá 2 triệu mốt. Nè nhìn đi, cái này là gì? Đâu? Nè, thấy không? iPhone hiệu trái táo mà sao tao thấy đây có trái chuối mày? Trời sao nãy giờ dịch. Trời sao mới thấy cái cục xúc xích này đâu đây? Trời ơi hèn gì thôi. Trời chắc bị lừa nữa rồi. Trời ơi hèn gì con quỷ cái bà nậu cha đó, mỗi lần nghe điện thoại muốn lên chuột luôn hả?
mà vuốt mà muốn chết luôn, hèn vậy con quỷ. Mà trời ơi, thì ngay từ đầu là tôi đã nghi, xin nghi rồi. Ba má dạy kiểu rất là kỹ rồi, người ta nói con mắt là mặt đồng cân, cứ nhìn vô con mắt là biết nó gian hay nó thiệt rồi. Bà nội quỷ dân nó để cái tóc nó xè xuống đây này, nó che hết nguyên cái mặt, nó còn lòi đúng cái mép môi, nó không biết mình sao mình nhìn thấy con mắt nó nữa. Bà nội cha nó hèn vậy, cái đứa mình nói trời ơi, cái gì còn nó thiệt nó vậy ơi, tao mới mua được cái iPhone 5 tao để rẻ cho ai cho bớt vậy ơi, đi tao đang biết Sài Gòn có ai có được, có bà nội mà con quỷ cái, bà nội mà tao nói chuyện về nhà tao không nhấn nước mày thôi, quỷ cái tao kêu bo mà giết chết mày thì tao đè xuống chết, một bóp cổ mày cho mày chết rồi mày đến đây. Tự nhiên bây giờ mày chửi nó mà tao nghe không à? Phải nó lừa gạt con nguyên một tháng lương. Mày có nghe điện thoại lẻ không rồi đi vô tắm coi. Nó cướp mày á, rồi nghe gì nữa? Tao tao mệt mày ghê. À, nó điện lỡ, nó điện lỡ nè. Đi con nghe điện thoại, nó điện lỡ, nó điện lỡ. Mày nghe đi, mày đứng hoài vậy. Dạ vuốt một hồi mới ra trái chuối chứ không phải trái táo đâu mà nghe được liền. Đâu ra chưa? Từ từ vuốt, từ có quá trình chứ. Rồi. À, à, ra rồi. Mày làm tao hết hồn nè. Alo. Ông bộ. Yong Seo? Ye. Ye boyo. Có gì vậy trời? Tôi nên cho cảnh giác bổ chú đi gọi là tôi hoặc cách xin bị đó. Nó nói chuyện với ai vậy? Ye. Anh yong thằng sư. Nè bổ chú đi gọi là chứ nè bổ chú đi gọi là anh yong. Nó nói cái gì vậy? Anh là bổ chú đi gọi là anh yong. Mà chẳng bổ chú đi gọi là anh yong. Ai cụ. À, chú sư. À, nè. Bố. À, bố. À, nó nói chuyện với bố. Ê, chú sư. Ê, chào đằng, chào đằng. Sao? Bố. Gì? Chết cha, nó giận rồi. Chó đẻ. Trời, cái gì vậy? Bụi nội nó lộn số mà nó nói thấy ghê luôn hả? Trời ơi, nó xin lỗi mình biết nó người Việt nè. Mày cũng ở thân lắm hả? Người ta nó... lộn số mày đâu đi, mày đứng mày đóng phim Hàn Quốc với nó hả? Thì nó nói tiếng Việt mình biết nó người Việt nè. Trời, nó điện lợi này để con chửi vô mặt nó, con nó còn em con mà không chửi nó con phải là con người con nó thiệt cậu luôn á. Mày chửi lẹ đi rồi vô. Có vuốt được đâu mà chửi. Có điện thoại quỷ nhau không mặt ca rồi nè. Ê mày là ai mày? À, ủa cô hả? Cái gì vậy cô? Trời ơi sao con mở điện thoại nghe tiếng Hàn Quốc không vậy? Trời ơi bà cô bà bật phim gì tự nhiên mà làm tôi tưởng Hàn Quốc, tôi nói quá trời ông chủ cũng chửi. Cậu vô thăm cô quá cậu. Cô dạ có cho ổng vô không? À, vậy à, con vô trước hay để con nói chuyện nhà ai dạ, con vô. Ê, con cậu cô nói con cho con vô trước, cái cho cậu vô đâu từ từ để vô tôi xin phép con có cho vô hay không thì vô. Chứ bây giờ mình không xin phép người ra tôi đuổi ra cũng vậy thôi, bây giờ đứng ngay đi. Vỏ mà coi bây giờ tôi vô tôi coi coi có chịu chứ không thì người ta ra xin phép mà xin lỗi vợ mình. Mắc cười có cái gì đi đâu đầu lên theo chứ bọn mình kia chủ mình liền như quỷ. Ủa vợ tôi mà. Trời ơi hồi xưa mướn oxy nó biết có mướn lộn ông nội không à. Chứ nó về nó chửi trên đầu cha tôi nó chửi xuống không à. Rồi mà cũng hên ghê. Thôi kệ nó đi, nó khùng khùng vậy mà nó thật thà, không có tôi. Rồi giờ nó đưa vợ tôi đi đẻ. Trời ơi, bây giờ không biết sao nữa. Thiệt khổ ghê vậy. Cái gì con? Cái gì? Cái gì? Cái gì con? Có tin vui rồi hả? Trời ơi, tao mừng mày. Trời ơi, tao mừng mày. Con trai hay con gái? Mày cậu biết gì không? Thì mày nói thì tao mới biết. Vô lộn bệnh viện rồi. Thích không nào? Bà nội ta nó hùng dương vô lộn chân dương. Trời ơi, chạy vô muốn chết luôn. Con ra, con. Chết đứng như từ hải ta. Khoa học chưa giải thích hiện tượng này nha. Chết cha, ba đường lây qua đường nào mà lẹ vậy? Chết cha, cái gì? Nghe. Con giỡn là không vui mày. Không có giỡn, vô lộn mở đi chứng vương chứ phải hùng vương. Bởi vì ta nói rồi không có tên ô xin được đâu, mình phải lo cho vợ mình thôi. Là vô lộn bệnh viện thiệt hả con? Yes madam. Tao giết mày. Anh Đức và Trấn Thành xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả rất nhiều đã có mặt trong show diễn của Rạng Đông. Cảm ơn bạn. Thank you. À, cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một đêm thật vui nha. Xin chào tạm biệt ạ.